Rồi, xin chào các anh em nhé. Hôm nay mình quay những cái gọi là bít tông hơi hay là ben hơi nữa nha, gọi sao cũng được. Hôm nay mình đo chính xác hơn để các anh em được biết này. Cái này là đường kính của nó là 67 này. Đường kính là 67 này. Đường kính 67 và hành trình của nó là 130 này. Đó. Hành trình của nó là 130 này. Tổng chiều dài của nó là 30 này. 300 này. Cái này là 350 nhá. Số 13 là 350 này. Còn cái này là đường kính là 44 nhá. Đường kính là 44 này. Hành trình của nó là 270 này. Tổng chiều dài của nó là 460 này. Cái này là 300.000 này, con số 10 này. Con này cũng thế nha. Số 11. Số 11 cũng 300 nha, giống con số 10 nha. Con này mình vừa ấy rồi, con mất hết mark. Con này 67 này. Hành trình của nó 130 này. Tổng chiều dài của nó là 300 này. Giá tiền là 350 này. Còn con này nhỏ này, nhỏ đẹp này. Đường kính của nó là đi 45 nhá. 45 này. Hành trình của nó là 130 này. Tổng chiều dài của nó là 290 này. Con số 7 này, 200 này. Đây gì đây? Này chả biết là cái gì luôn. Hành trình của nó được 50 đấy. Hành trình của nó 45 thôi nhá. Cái đo gì? Đo cái này à? Cái này 40 này. Đường kính vuông của nó 40 này. Tổng chiều dài là đi 240 này. Con số 14 này, 150 ngàn này. Con này là nó là bi đấy, nhưng mà có 150 ngàn đó. Đường kính ruột ti của nó là đi 16 này, 17 này, 30 này. Đường kính của cái vuông này 30 này. Hành trình của nó 260 nhá. 250 thôi. 250. Từ 250 nhá. Số 17, giá 150.000. Mình sẽ làm video cho nó nhanh nhanh một tí để cho anh em biết. Có cái thì nó mang in Japan nhá. Có cái thì nó mang in China, có cái thì Italia nhá. Có cái có cả Mỹ luôn đấy. Cái này là đồ tháo máy của CNC ra đấy. Chả biết máy gì luôn. Anh em thấy phù hợp với cái gì thì mua đấy. Cái này hành trình thì 40 này. Đúng rồi, mình đo rồi. Cái này như con số 14 này. Giá 150.000 này. 150.000. Con này cũng giống hệt luôn này. 16 à, 14, 15, 16 à, giá 150.000 này. Nó phải có hai cái nút ở đây nha. Anh em về tự kiếm nha. Con này đường hành trình của nó 50 này. Đường kính của nó 47 này. Tổng chiều dài là 190 này, cộng cả cái chân này nữa này, chân tháo ra được. Có
Con này là số 6 này, 200k này. Con này là không biết là sản xuất ở đâu. Ôi, con này nặng quá. Con này Mark in Japan, chả biết. Đường kính của nó là 44 này. Hành trình của nó cũng chưa rút ra được luôn. Tổng chiều dài của nó là 250 này. Con này là số 5 này, 200k này. Con này là như cái bơm. Con này đường kính là 38 này. Tổng chiều dài của nó 280 này. Hành trình của nó 160 này. Con này là số 4 này, 200k này. Con này dài đấy mà sao lại có 200k này nhỉ? Ủa, con này hành trình dài quá. Hành trình con này 270 này. Đường kính là 45 này. Có 3 nút ở đây nhá. 3 nút hơi ở đây này. Đó. Con này là số 3 này, 200k này. Con này dài to đấy. Là 250k à, con số 2 này, 500k này. Rút không nổi luôn. Đường kính con này là 55 nhá. Hành trình của con này chắc đến 30 á. Hành trình của con này chắc đến 30 đấy. Con này hãng Mark thì không biết là Mark in gì đấy. Mất tem rồi. Con này tổng chiều dài là 700 nhá. Con số 2 200k này. À, con số 2 này, 500k nhầm nhá. Con này cũng nặng đấy. Con này cũng... À, nó phải xoáy hai cái nút đây mới rút được ra nha. Đấy. Con này vuông 70 này. Tổng chiều dài của nó là 380 này. Vuông 70 này. Hành trình của nó thì tháo hai cái này mới rút được ra nha. Ai mua thì mình sẽ test qua Zalo nha. Mark in Italia. Con số 1 500k nhá. À, con số 9 300k này. Ô, thiết kế thì nồng ngoằng quá. À, Mark in Japan này. Đấy, có cái thì Japan, có cái thì... À, con này rút được à. Hành trình của nó là 160 này. Đường kính của nó là 45 này. Chiều dài của nó là 380 này. Con số 9 300k nhá. Con số 8 này. Con này chả biết nó sản xuất ở đâu. Hành trình của con này 180 này. Hành trình của nó 180 này, vuông 45 này. Chiều dài của nó là 330 này. Con số 8 này, 300k này. Con số 22, chả biết nó là cái gì đúng không? Nó chạy bằng hơi luôn. Chỉnh độ liếc này. Chỉnh độ liếc này. 150k. Made in gì không biết luôn. Không tem, mất tem. Mạc mất mạc. 150k con số 22. Đến con số 23. Này...
cái hành trình của nó ngắn, hành trình của nó ngắn, hành trình của con này có 25 thôi, nhưng mà nó to đấy nhỉ, ngắn nó to đấy nhỉ, hành trình 25 này, đường kính con này là 67 này, chiều dài của nó là 190 này, số 23 200k này. Con này hành trình của nó cũng 25 thôi này, y hệt con đấy luôn, đường kính là 67 này, tổng chiều dài của nó là 190 này, con số 27 250k nhá. Con này không biết là nó cái gì đây, anh em biết phù hợp với cái gì, công việc chế cháo gì của anh em thì chế cháo của anh em thì anh em xem mua được thì mua nhá, không biết nó là cái gì nữa. Con này là số 24 này, 250k này, 200k chứ. Cái này nó tự đẩy luôn này, nó tự đẩy ra này, 200k, chả biết để làm gì. Một trăm năm mươi k cho cái vuông 45, hành trình 70, tổng chiều dài 150, có cái trục khỉu đi này. Đó. Con số 21 150k này, toàn bằng nhôm titan gì đấy. Cái này có phân lén, có hành trình của nó là phân, hành trình của nó 10 này. Đường kính cái này là đi 75 này, vuông 52 này, số 19 giá 100 này, chả biết gọi nó là gì luôn. Hành trình của nó có phân này, có 10 này. Còn con này là con gì không biết, chân vịt, chân này, có chân vịt nhá. Đó, anh em xem nó phù hợp cái gì thì mang về mua về chế cháo nhá. Con này là không biết tem mạc nó ở nước nào luôn. Con số 20 này là 150k này. À, 100k nhá. Nó chân vịt này, nó đẩy bằng hơi nhá, gọi là ben hơi ấy. Con này nó trông nó buồn cười. Không biết là để làm gì. Con này nó không có hơi chạy vào đâu nha. Con này nó chạy bằng bi trượt nha. À, nó cũng có hơi này, nó có hai đầu hơi. Con này con số 18 100k nhá. Con này con gì đây, chả biết nó là gì luôn. Chả biết nó là gì, nôi không nổi, biết hơi nó ở đâu. À, hơi nó ở đây này. Con này là số 26 nha, 250k nha. Cái chân gì đây, là chân vịt hay chân gà đây.
Đây, con này cũng thế đây. Giống y hệt này. 250k con số 25 này. Đo vuông con này là vuông 65 này. Chiều dài của nó 22 này. Chả biết là cái gì. Thế là gì. Chỉ biết là nó này. À. Đây. Ngoài này nó tự đẩy được này. Đó, con này thế này. Con này là số 25 250k này. Nó cũng giống với con số 26 này này, nó tự đẩy này. Đó. Con này không biết nó là con gì. Dây rộng, dây hơi 3 dây. À. Nhiều dây quá. Không biết nó làm cái gì. Cái này đổi góc cuồng. Đo đường kính con này nhá. Đường kính con này là đi 57 này. Hành trình của nó là bao nhiêu? Hành trình của nó là đi 50 nhá. Đo chiều dài của nó. Chiều dài 260 nhá. Đã biết này làm gì đây. Những con này mua chắc cái tiền triệu chứ không ít đâu. Ai? Cái này nó cái chân gì này. Cái chân gì không biết nó gãy hay gì nha. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng đến cái đường hơi này nha. Cái này nó chỉ là cái chân gì đó nha. Để mà lối cái gì á. Nó bị bể này nha. Đây. Chả biết là bể cái gì nha. Con này 250k nha. Số 28 này. 250k. À, cái này chỉnh góc này. À. Đó. Biết làm. Anh em về chế cháo những ngày phù hợp cái gì chế thì thích rồi. Đo cái hàng này của mình rất nhiều nhá. Cái hàng này của mình á. Em quay ra bên kia. Đó, cái hàng này của em thì rất nhiều nhá. Cứ 200 nghìn một con này nhá. Rất nhiều. Chọn anh em cứ báo bảo lấy bao nhiêu cây là được. Đường kính của con này là đi 27 nha. Hành trình của nó là 125 nha. Con này chiều dài của nó 330 nha. Chả biết chế cháo gì. Con này thì mình rất nhiều nhá, anh em chỉ cần báo lấy bao nhiêu con nhá. Nó toàn giống như này hết nhá. Giá mình đã đăng lên là chưa có phí ship nhá, anh em đừng mua cứ đòi hỏi ship nhá. Có người mua nhiều thì mình có thể là mình sẽ phí ship cho chứ còn
Bảo cô cái cục này em bê cho anh cái chỉnh hơi đây. À, anh em về chế đây. Đây là cái chỉnh hơi nhá. Đây là cái chỉnh hơi này. Đó. Anh em biết xài cứ mua về xài này. Cái này 20.000 cái nhá. Đó. 20.000 cái. Đó. Những cái đồ này là đồ tháo máy của CNC của Nhật đấy, Nhật bãi đấy. Đấy, có cái nó là made in China, có cái made in Italia, cái thì của USA, cái thì Japan nha. Anh em cứ chọn mua cái gì mua nha. Mình còn hai con nọc khí, nọc dầu rồi, nọc chất độc hay gì đây. À, giá 200.000 con nha. Con này bị vỡ cái hộp này rồi. Bán 180. Con này 180 này, con này 200 này. Đây bộ lọc khí lọc nhớt này. Lọc nhớt, lọc nước. Đó. Anh em thấy phù hợp gì mua nha. Rồi hôm nay mình làm clip thế thôi nha. Rồi xin chào anh em nha.